Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Tiểu Sư Phụ Ngày hôm nay thì mình sẽ review cho các bạn phiên bản beta của dự án Naga Kingdom à, Đây là một dự án game NFT Play to Earn của mạng Solana nha các bạn Và hiện tại thì nó đang trong quá trình gọi là beta và cho phép người dùng có thể chơi thử cái phiên bản của nó ở trên website nhé Các bạn có thể truy cập vào cái đường link Naga Kingdom, cái chéo game để có thể test thử về con game này nhé game khá là hay ở đây thì mình sẽ chơi luôn nhé các bạn và các bạn có thể thấy giao diện của nó như thế này đầu tiên thì chúng ta sẽ select để các bạn chọn ra cái skin tức là cái skin cho cho con rắn của chúng ta nó kiểu dạng rắn săn mồi nhé các bạn ok mình sẽ chọn một con skin rắn nó lung linh một tí nhỉ màu xanh đi ok mình thích màu này các bạn chọn này sau đẹp thì các bạn nhấn play Đấy thì nó sẽ cho phép chúng ta chơi free ấy Thì các bạn nhấn vào phần play để các bạn chơi Các bạn chọn server này Nó có hai server hiện tại là Hồng Kông và USA Thì chúng ta gần châu Á thì chúng ta chọn Hồng Kông đúng không Đấy game này thì chơi rất là đơn giản thôi Úi dồi, úi dồi, cái gì đây Sao như thế này <laughs> Mới vào nó bị láng luôn các bạn ạ Ủa kỳ ta Ok thì mình sẽ F5 lại nhá Tuy nhiên mới vào nó bị láng luôn Ok vào chơi luôn đây rồi các bạn này Đấy rắn lớn rắn, rắn, rắn rất nhanh nhá Ở cái trò chơi này thì các bạn chỉ cần dùng cái chuột thôi Các bạn di chuột Các bạn điều hướng con chuột Nó giống như game rắn săn mồi mà Đấy và chúng ta đi ăn uh, những Cái uh, đốm màu này này Hoặc là ăn những con rắn khác để có thể uh, gia tăng cái kích thước của chúng ta lên đấy các bạn có thể thấy là uh... đấy kích thước gia tăng rất là nhanh đấy đây là phiên bản demo thôi nên có rất là ít người chơi anh em nhé và thứ hai thì không biết là do mạng nhà mình hay như nào mà mình thấy nó hơi khá là láng khá là lắc không được mượt cho lắm đây à, mình mình bắt con rắn này nhá. Anh em để mình quay con rắn này nhá. Ô con rắn này tự động chết à? Tự sát à? Chắc là thấy mình sợ quá nên tự sát luôn anh em ạ. Đấy, chúng ta sẽ đi ăn các cái đốm này. Và để gia tăng cái kích thước, hiện tại thì uh, mình đang đứng top 1 rồi anh em nhá. <laughs> top 1 trong tổng số 3 người chơi nhá. <laughs> Đấy, khá là hay bởi vì cái đồ họa của nó khá là đẹp và mình tin chắc rằng cái tương lai thì cái cái game này nó sẽ phát triển rất là mạnh đấy đấy uh, thứ nhất là mạng của nó là mạng solana một cái mạng mà uh, khá là được nhiều người yêu thích và sử dụng chi phí giao dịch khá là rẻ và tốc độ giao dịch rất là ok thứ hai nữa là cái thể loại game này khá là bánh cuốn nhá các bạn đấy các bạn có thể chơi uh, vừa giải giải trí vừa stress và vừa À, chúng ta có thể kiếm được uh, cái đồng token của nó ấy Kiểu dạng game play to earn mà Các bạn vừa chơi vừa kiếm tiền ấy Đấy Ăn những con côn trùng này Đấy Ăn con côn trùng này Nó tăng kích thước nhanh hơn Ê Ngon 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 Đấy tăng rất nhanh ngon 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 đấy các bạn có thể thấy là kích thước của mình tăng cực kỳ nhanh luôn này đấy lên nghìn điểm rồi anh em <laughs> ok ok đấy ăn những con côn trùng này ăn những cái vật phẩm hình như đây là những cái vật phẩm thì phải sau này chúng ta có thể đổi uh, những cái cái vật phẩm những cái thẻ NFT ở trong này ấy. là ra được cái token hoặc là ra được những cái thứ khác nữa đây này Ui ngon lành cánh đáo phết nhở bây giờ thì mình kiểu nhà như vô địch thiên hạ rồi anh em không sợ bất kỳ một đối thủ nào nữa đấy hiện tại thì bạn thấy là à, nagato này một nghìn ba trăm điểm đấy chỉ là mình đấy Chiu. đây thì mình không tìm thấy được cái phần setup username ở đâu cả. Chưa thấy ở đâu. À, nó có skill nữa anh em. Skill này, Q W E R này này, R xem là nó làm gì nào? Đây cũng không biết là nó nó R làm gì? Đấy, à các bạn ấn nói chung là các bạn sử dụng để làm gì đấy? Có thể là để giảm nhỏ kích thước hoặc là để sử dụng Q để tiêu diệt đối thủ hoặc là những cái uh, cái, cái 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 ưu tiên ở trong game ấy, cái chức năng đặc biệt. Wow, đấy ngày càng to rồi anh em ơi, rất là sướng nhá ăn này Đấy Ăn này Đấy, ăn hết không chừa cái gì hết Bây giờ tầm này là Ô, 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 đây các bạn có thể thấy Có cái giới hạn ở đây nhá Cái giới hạn vòng tròn này này Đó là cái vòng uh, Vòng tử thần đấy, tức là chúng ta chỉ ở trong Cái phạm vi của cái vòng đấy thôi, còn các bạn đi ra ngoài Thì các bạn sẽ bị đai đấy Các bạn sẽ bị bị chết đấy Ah. ok 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 siêu khá là hay khá là thư giãn cái này thì uh, nếu mà thể loại mà play to earn ý tức là vừa chơi chúng ta vừa kiếm được tiền đấy thì nó rất là cuốn luôn đấy tức là khi mà bạn chơi như này các bạn kiếm được tiền ý. đấy hiện tại thì chỉ có hai người chơi thôi ui và mình là người dẫn đầu <laughs> thật là vui Đấy thì các bạn đi khắp nơi lên Sau khi mà cái game nó đi vào launching ấy Thì mình nghĩ là nó sẽ phát triển tốt hơn Và cái số lượng người chơi đông hơn Và khi đấy thì chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm tốt hơn Còn hiện tại thì các bạn cũng có thể vào uh, trải nghiệm Và hiện tại ấy Ở trên con bot Telegram ấy của nó ấy nhá Thì nó đã có một cái chương trình đó là uh, Khi các bạn quay video này này Review cái trò chơi beta của nó ấy thì các bạn có cơ hội nhận thưởng lên tới 40.000 token à, uh, nhé. Đấy, thì các bạn có thể tham khảo để để làm video hoặc là đăng YouTube này, đăng lên Facebook này, đăng lên TikTok này. Đấy, trên 100 view là các bạn đủ điều kiện để nhận thưởng rồi nha. Đấy. Uầy. Cuốn nhỉ anh em nhỉ? Khá là bánh cuốn. À anh em còn à, trong trong lúc mà các bạn di chuyển này thì các bạn có thể à biểu đạt cảm xúc bằng các cái phím 1 2 3 4 5 6 7 8 tương ứng ở đây các bạn ơi. Đây. đây này. Các bạn thấy không? Ví dụ mình à biểu cảm là ng ngượng ngùng các bạn bấm phím 2 này. Đấy à, thấy không? Đấy. Xịn xò đấy. <laughs> ok, ok. Tuyệt vời chỉ mối tội là đang còn hơi ít người chơi ấy kiểu nó phiên bản là phiên bản uh, beta các bạn thì nó sẽ ít người chơi và chắc chắn mình chắc chắn sắp tới thì có khi mà con game này phát triển khi mà cái token của nó được bán ido ấy thì uh, nó sẽ mang lại rất là nhiều giá trị cũng như là uh, tạo ra được cái nguồn thu nhập cho anh em vừa chơi giải trí mà vừa kiếm được tiền đấy Bắt, bắt, bắt con thầy trùng Đấy anh em thấy không Tuyệt vời đúng không Nhưng mà mối tội là chỉ có một mình mình chơi <laughs> Chơi một mình Đấy Kỹ thuật kiểu kỹ thuật vây bắt mồi Khi mà chúng ta ăn được ít ý, Thì cái số điểm của chúng ta Sẽ bị giảm dần đi nhé các bạn À, ví dụ khi các bạn không ăn được thì các bạn sẽ bị giảm điểm và và cái kích thước của bạn sẽ bị giảm nhỏ đấy đây là một cái tựa game rắn săn mồi huyền thoại mà đúng không nhưng mà à, vào trong con game này nó được cách điệu lên nó được à, đồ họa các thứ lên nhìn rất là lung linh à, nhìn con rắn cũng đẹp hơn tuy nhiên thì một điểm trừ là không biết là do mạng mình hay là do cái, cái 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 con game này mà mình cảm thấy nó hơi hơi lát một tí nó đang bị lát so với quy định không được mượt cho lắm Đấy, các bạn có thể rê chuột rất là nhẹ nhàng thôi chơi rất là dễ chiu ủa sao lại đi xuyên ra ngoài được ta đi xuyên ra ngoài được à Eo ở đây to thế Eo gặp đối thủ rồi anh em ơi Đấy ok thì anh em có thể vào trải nghiệm nhé mình sẽ đặt cái link mô tả ở cái phần uh, uh, thông tin của video để cho các bạn tham khảo thêm về cái dự án này đấy cảm ơn các bạn nhé uh, các bạn có thể vào và chơi luôn trực tiếp ở trên web chúng ta không cần phải tải hay đăng ký tài khoản gì cả đâu ở đây thì uh, nó mới chỉ là phiên bản uh, beta thôi thế nên là đang còn uh, đang còn rất là thô sơ các bạn có thể vào để có thể đăng ký và chơi cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với channel của Tiến sư phụ nhé những cái gì thắc mắc không hiểu thì các bạn có thể comment ở phía dưới của video mình sẽ giải đáp giúp cho các bạn nhé chúc cho bạn chơi game vui vẻ và uh, hy vọng là cái dự án này sẽ phát triển để chúng ta có thể uh, vừa chơi game và vừa kiếm tiền nhé cảm ơn các bạn